Chào tất cả các bạn, hôm nay Nghi sẽ quay cho mọi người xem cái bệnh viện mà Nghi sinh em bé ở đây nè các bạn. Bệnh viện này là chuyên hỗ trợ giúp đỡ người nước ngoài khi không có bảo hiểm nha các bạn. Mùa thu ở đây á, cây lá vàng rất là đẹp luôn. Đây nè, đây là cái cửa mình đi vô, mình sẽ bốc số xong rồi mình sẽ lấy giấy mình lên trên phòng mình khám. Còn bên đây cái bệnh viện mà có màu vàng các bạn, là chỗ này người ta mới xây xong á. Đi qua bên cái bệnh viện này là sẽ bên bệnh viện, bên kia là bên khoa nhi, còn bệnh viện ngay đang đứng là bên khoa sản. Đây nghe, khi mà đi khám bầu sinh con thì bên đây. Còn mình đi thẳng theo cái con đường này đi qua bên cái cầu đó là mình, bên kia là bên khoa nhi đó các bạn. Bên kia lớn lắm. Nghe đi, thích khung cảnh nơi đây là bữa nay trời đang mưa nên là nhìn không có sáng. Trời đang mưa lớn lắm các bạn ơi. Ở đây khung cảnh rất là đẹp, giống như là công viên nha các bạn, thấy không, có bàn ghế nè, tới mùa hoa tulip á, nở rất là đẹp luôn. Họ trồng ở ngay chỗ mấy cái bãi cỏ này nè, hoa tulip quá trời luôn. Còn những cái hàng cây xanh đó đó, tới mùa thu á là nó sẽ cây lá vàng lá đỏ rất là đẹp luôn. Ngoài trước là bãi đậu xe của bệnh viện đó các bạn. Còn mình đi thẳng con đường bên đây qua bên kia là bên khoa cấp cứu. Khi mà mình đau bụng ăn đêm á, thì mình sẽ đi vô khoa cấp cứu trước. Bây giờ Nghi sẽ quay cho mọi người xem ngay chỗ tính tiền nha. Đây là cái quầy bán hàng thức ăn nhanh nè các bạn. Bán cháo, bán cà phê, bán nước, bánh bông lan gì, nói chung là đủ loại hết á. Còn cái quầy xanh xanh lá này là chỗ này để mình tính tiền nè. Chụp X quang hay thử máu là đều ở dưới này hết luôn. Bây giờ hai mẹ con đang ngồi chờ đợi các chị lại tính tiền xong rồi sẽ đi ăn. Chibina. Đây là các em gái Việt Nam đang có bầu là đi. Còn chị thông dịch đứng là mình, khi mà mình đi khám á, mình sẽ lên nhà thờ xin giấy thì chị thông dịch sẽ đi với mình, thì sẽ được bệnh viện giảm giá cỡ 80% luôn đó các bạn. Chị Vin à, chị Vin ơi, à Su Bin được gì đào bồng Su Bin phải. Cái này là văn phòng hả chị Đào? Văn phòng để mình ngồi đọc sách hả? Nếu mà em về
bảo Thúy Hương là em chỉ có ngồi trên xe buýt một tuyến về luôn. Mày đọc lại không? Lên nhà tao đi. Cho mà chị kinh đề cho chị đến chung với em. Cho mà chị mà nếu chị chung với em chị bay. Chị bữa đi đi khám, hôm nắm đi khám trước với em ngay mấy đi. 19 đó. Đó. 19. Con chị 28 chị đi đây. Ủa, Suvin à. Đã đòi mẹ đó. Bây giờ mấy chị em đã khám xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ là các chị em với nhau rủ đi quán Việt Nam ăn à. Nên là Nghi xin bye bye các bạn nha. Và hẹn các bạn trong video mới tiếp theo. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Bye bye.